Hôm nay kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ chia sẻ với anh chị mình một căn nhà rất đẹp quý anh chị ơi. Trước màn hình nhỏ quý anh chị là một mẫu nhà siêu đẹp ha quý anh chị ha, thiết kế rất là đẹp quý anh chị. Căn này quý anh chị mình nên bớt chút thời gian để tham khảo ha. Đây là những cái mẫu nhà đẹp bên em sẽ chia sẻ cho quý anh chị mình tham khảo ha. Nhất là những anh chị nào mà sắp tới mua nhà hay là có thể xây nhà ha. Đấy. Thì trong video này thì em Hải sẽ gửi tới anh chị mình một mẫu nhà tân cổ điển ha, thiết kế rất là đẹp quý anh chị. Đó, rất đẹp quý anh chị nha. Nhà này là xây có lửng. Đó, khu vực đây là khu vực lửng nha quý anh chị. Căn này có vị trí tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thưa quý anh chị ha. Căn nhà này rất là gần với đường Phạm Văn Đồng, cách đường Phạm Văn Đồng 600m, ra đường 30 của Linh Đông là tầm 100m thôi, gần với chung cư 4S đó quý anh chị ha. Một căn nhà thiết kế cực kỳ đẹp mà ngày hôm nay kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ gửi tới quý anh chị mình để quý anh chị tham khảo ạ. Nhà của mình thiết kế và xây dựng gồm một tầng trệt là khu vực này, một khu vực tầng lửng, 2 tầng lầu tùm ở phía trên quý anh chị. Đây, nhà mình có thêm một ở trên là sân và phòng thờ đó quý anh chị thấy không ạ. Đó, rất là đẹp ha. Một trệt, một lửng, 2 lầu, một tùm ở phía trên ha. Tùm ở trên là thân chị nha, và phòng thờ ha. Căn nhà có vị trí cách đường Phạm Văn Đồng đâu đó khoảng 500-600m thôi. Đường trước nhà là đường ô tô rất là đẹp quý anh chị, đường 7m đến 8m ha, 2 ô tô tránh nhau thoải mái đây. Đó, đường hướng này mình ra đường 30 Linh Đông, từ đây ra đường 30 Linh Đông tầm chưa tới 100m đâu. Đó, phía trước đó quý anh chị, đường cắt ngang đó ha. Căn này gần với chung cư 4S, gần với đường 30 Linh Đông và gần với đường Phạm Văn Đồng, đó, thuộc phường Linh Đông. Đó. Hôm nay em sẽ chia sẻ để anh chị mình tham quan nhá. Ở mặt ngoài thì thiết kế rất là đẹp này quý anh chị. Đấy, căn này thì rất là mát, hướng nam rất là mát, đường thông quý anh chị nha. Đây, đường trước nhà đường thông, đường ô tô nha quý anh chị nhá. Đây, để em quay con đường này cho quý anh chị mình xem. Khu dân cư hiện hữu ha. Đó. Đường rất đẹp quý anh chị nhá. Đấy, xung quanh lầu không này quý anh chị, dân trí cao ha. Này toàn lầu một tầng đầy đủ. Đấy. 68m thổ cư hết quý anh chị, ngang 4 dài 17 ha. Rồi. Công năng sử dụng nhà của mình, khu vực phía trước là một khu vực cổng trước ha. Nhà mình có cổng riêng biệt. Khu vực cổng này quý anh chị, cửa sắt ha, cửa 4 cánh ha. Và tiếp theo là một khu vực sân xe máy. Chỗ sân xe máy này mình để 3-4 chiếc thoải mái luôn quý anh chị. Căn này mình có gara ô tô đây nè quý anh chị này, gara ô tô đây ha, chỗ này là gara ô tô ha. Còn phòng khách đây là quý anh chị, phòng khách là khu vực lửng này. Trên lửng này là phòng khách này quý anh chị ha. Đấy, đây là khu vực ở phía dưới của nhà mình, rất là đẹp ha, đèn chùm quý anh chị, sự nổi bật ha. Đó, rất là đẹp quý anh chị ơi. Đây, khu vực gara ô tô nhà mình đây, khu vực gara ô tô rộng lớn nha. Chỗ này mình làm gara hoặc làm phòng khách đều được, đấy là tùy theo công năng sử dụng của nhà mình. Còn về thiết kế của căn nhà này là đây là khu vực gara này quý anh chị. Đây là gara, còn đây là khu vực sân xe máy này quý anh chị. Đó, sân xe máy cũng tương đối rộng ha. Đó, đây sân trước. Nhà mình hoàn công đầy đủ quý anh chị nhá, đá hoàn công xong luôn rồi đó, sổ hồng ha. Sổ hồng hoàn công quý anh chị nhá. Đấy. Căn này 68m thổ cư 100% luôn. Nhà hoàn công đầy đủ. Đấy, rất là đẹp quý anh chị ha. Rồi, một sân xe máy, một gara ô tô rộng lớn, một khu vực phòng khách ở trên lưng. Nhà mình có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, một phòng thờ riêng và có sân thượng ở phía trên. Rất là đẹp quý anh chị nhá. Hướng Chánh Nam, rất là ok. Đấy, hôm nay em sẽ chia sẻ để anh chị mình tham quan ha. Rồi, em đang dần di chuyển vào khu vực bếp nhà mình. Về nội thất này quý anh chị, nhà mình nội thất sử dụng nội thất rất là ok quý anh chị nhá. Nội thất nhà mình là sử dụng bằng gỗ này là gỗ gó nha quý anh chị nhá. Đây này. Các cái khu vực tay vịn cầu thang này quý anh chị, trụ cầu thang, tay vịn cầu thang làm bằng gó nhá. Đó. Kính cường lực rất là ok. Phía trong khu vực tủ bếp cũng vậy này quý anh chị này. Đấy, chỗ này làm bằng gó đỏ hết là quý anh chị, rất là đẹp ha. Đó, màu này màu tự nhiên luôn quý anh chị nha, rất là ok. Đó. Nội thất cao cấp đây quý anh chị ạ, căn này nội thất cao cấp. Về mức giá em xin báo luôn cho để quý anh chị mình biết luôn ạ. 8 tỷ 350 triệu anh chị nha. Đấy, nhà hoàn công, sổ hồng riêng, đã hoàn công xong ha, rất là đẹp ha. Đấy, khu vực bếp nhà mình đây, quá là ok luôn quý anh chị ạ. Đây, phía sau này là khu vực nhà vệ sinh ở phía sau và khu vực giếng trời. Đây, khu vực này để mình đây, giếng trời đây quý anh chị. Giếng trời phía sau của căn nhà. Nhà mình có 2 giếng trời nha, một cái ở phía sau này và một cái ở khu vực cầu thang. Giếng trời này sẽ để mình mở cửa sổ cho nó thoáng cả căn nhà nha quý anh chị nha. Rồi, còn đây là khu vực nhà vệ sinh ở phía dưới. Cửa nhà vệ sinh thì làm bằng nhôm kính sinh pha, kính cường lực ha. Gạch ốp tới trần nào luôn quý anh chị. Rất là sạch ha, labo 4 cầu gương soi đầy đủ ha. Có vòi tắm sen thuyền luôn này quý anh chị. Rất là ok ha. Đấy. Nhà vệ sinh ở phía dưới cũng tương đối là rộng. Căn này có diện tích lên tới 68 m nên rất là rộng nha quý anh chị nha. Nhà hướng chánh nam, gần với đường Phạm Văn Đồng, tiện, rất là thuận tiện để mình di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đường Phạm Văn Đồng rất là đẹp quý anh chị nha. Rồi bây giờ em Hải sẽ di chuyển lên khu vực lửng của nhà mình. Khu vực lửng sẽ là một khu vực phòng khách. Đó, nhà mình phòng khách sẽ để ở trên lửng. Ở dưới mình để ô tô ha, dễ trệt để ô tô. Nếu ở dưới mà quý anh chị mình không để ô tô thì mình có thể làm phòng khách cũng được. Đấy, em đang có mặt ở trên khu vực lửng của nhà mình. Đây là khu vực thiết kế phòng khách của nhà mình, rất là ok ha. Tông màu chủ đạo nhà mình được sử dụng màu trắng, kết hợp với các cái vân chỉ phào này quý anh chị, được sơn màu đồng rất là đẹp ha. Đây là sự nổi bật của căn nhà, làm cho căn nhà mình nó rất là đẹp. Đây là hơi hướng của Tân Cổ Điển đấy quý anh chị ha. Đấy, những cái mẫu nhà này hiện tại bây giờ đang rất là chuộng nha quý anh chị nha, xu thế bây giờ ha. Đây khu vực lửng của nhà mình, khu vực phòng khách. Ở đây có mấy cái tủ kệ để mình để rượu ha, các cái vật dụng đi kèm rồi quý anh chị. Đây khu vực này để mình đưa cửa sổ ra khu vực giếng trời cho nó thoáng này quý anh chị ha. Đấy, để trong suốt rất là đẹp ha. Khu vực lửng này tương đối rộng quý anh chị nha. Chỗ này mình làm phòng khách hoặc có thể làm khu vực để mình làm việc cũng được. Nếu mà ở dưới nhà mình làm phòng khách thì ở chỗ này mình để mình làm việc cũng được đâu quý anh chị. Rất là đẹp này, quá tuyệt vời. Đây, em quay cận cảnh cái khu vực đèn chùm này cho quý anh chị mình xem nha, rất là đẹp quý anh chị nha. Đấy, đây khu vực trần nhà mình này, quá tuyệt vời ha. Căn này 8 tỷ 350 triệu anh chị nha. Giá còn thương lượng chính chủ, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình. Nhà hoàn công. Đấy, diện tích đất là 68 m, ngang 4/17, thổ cư là 100%. Nhà có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, 1 gara ô tô, 1 phòng khách, 1 nhà ăn và có sân thượng ở phía trên lầu. Đấy, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và quý anh chị, và có 1 tung nữa ha. Đây khu vực phòng ngủ ở lầu 1 này quý anh chị. Lầu 1 sẽ có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh ở bên trong, và tất cả các cái cửa phòng ngủ đều làm bằng gỗ đỏ, gỗ tự nhiên ha, rất là đẹp quý anh chị nha, gỗ cao cấp nha. Đấy, đây là phòng ngủ số 1, phòng ngủ này ở phía sau mà em đang ghi hình. Đấy, mấy cái cửa sổ này là ra cái khu vực giếng trời quý anh chị, cái giếng trời mà lúc nãy em quay ha. Đó, nên nhà rất là thoáng nha, thông thoáng nha quý anh chị nha. Đấy, ở phòng ngủ nhà mình thì sẽ có tủ đồ áo đầy đủ này quý anh chị ha. Đấy, có tủ đồ áo sẵn cho mình đây luôn này quý anh chị. Trần đóng thạch cao, màu trắng vẫn là màu ưu tiên ha. Ống đồng thì được đi sẵn hết rồi quý anh chị, về mình lắp máy lạnh nữa thôi ha. Rồi, nhà vệ sinh ở khu vực lầu 1. Đây là lầu 1 nha quý anh chị nha. Đấy, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Rồi để em di chuyển phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ trước này thì rộng hơn luôn nha quý anh chị nha, rất là thoáng quý anh chị ơi. Nhà vệ sinh rất là rộng ha. Cái bồn cầu rất là đẹp rồi quý anh chị, dễ thương ha, một tròn này nhé. Rồi phòng ngủ này, phòng ngủ số 2 của nhà mình đây quý anh chị ơi. Phòng ngủ này có cửa ra ban công, và cửa sổ này thì được làm rèm hết rồi quý anh chị này, rèm chống nắng ha, chống nắng chống sáng ha, chống chói ha. Có tủ đồ áo luôn này quý anh chị. Đây tủ đồ áo nhà mình đây, có sẵn hết rồi ha. Đó, phòng này cũng tương đối rộng nha quý anh chị nha. Rồi, tiếp tới mời anh chị mình di chuyển lầu 2. Em sẽ di chuyển nhanh lên khu vực lầu 2 để cho quý anh chị mình tham quan ha. Trên lầu 2 của nhà mình cũng sẽ là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh ở bên trong. Nó giống như lầu 1. Nó giống lầu 1 quý anh chị nha. Đấy. Đây, lầu 2 đây quý anh chị, giống lầu 1 nha. Giống lầu 1 100% luôn. Đấy. Nên em sẽ quay nhanh hơn nha quý anh chị nha. Quay nhanh hơn nha quý anh chị. Đấy ha. Mấy nhà vệ sinh mình là nội thất đầy đủ luôn á. Đấy, có tủ đồ áo đầy đủ luôn. Rồi phòng ngủ phía trước nó cũng vậy thôi, cũng giống như cái phòng ngủ ở dưới lầu 1 thôi. Đấy, giống nhau này quý anh chị. Chỉ có khác một cái là nó khác tên lầu thôi ha, lầu 1 với lầu 2 thôi. Hồi nãy là lầu 1 và chỗ này. Quay nhanh hơn xíu nha quý anh chị nha. Đấy ạ. Rồi, em Sa Hải sẽ di chuyển lên khu vực ở trên sân thượng ha, hay còn gọi là lầu 3, hay còn gọi là tung đó quý anh chị. Ở trên này là tung ha, sân thượng và phòng thờ này trên này. Đây khu vực trên lầu đó quý vị, trên lầu 3 này. Ở phía sau sẽ là sân thượng ở phía sau này. Sân thượng phía sau quý vị ha. Rất rộng, thoải mái luôn quý vị ơi. Rất là rộng quý anh chị nha. Chỗ này hướng này mình ra Phạm Văn Đồng quý anh chị. Đấy quý anh chị ơi. Rồi sân thượng ở phía trước nữa. Căn này 68m, em xin nhắc lại ạ. Nhà hoàn công đầy đủ ạ. Một lầu, một lửng và một chung cư 4 em. $50 triệu báo lại. Khu vực thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Rất mong quý anh chị mình cái kênh YouTube em trên kênh YouTube này để cho anh chị mình tham quan trước ha, các mẫu nhà đẹp, các lô đất đẹp. Chị thấy không? Đấy, đây đường Phạm Văn Đồng quý anh chị thấy xe chạy. Đó là đường Phạm Văn Đồng quý anh chị nha, tầm 500-600 m. Rất là gần anh chị. Mơ ạ.